hôm nay, trước khi vào phần tặng hoa thì đề nghị ông cháu của Bảo Lâm sẽ thể hiện một tiết mục nhá, tiết mục mời hai ông cháu nhá, mời hai ông cháu mở bàn cho chương trình sinh nhật tối nay. Thưa các anh các chị cùng toàn thể mọi người, hôm nay rất vinh dự là báo cáo các anh các chị tôi là phu quân của đồng chí Mai Tròn. Trước cũng xuất thân từ quân ngũ nhưng mà lâu nay thì là về với đời thường rồi, cho nên là thôi bây giờ cứ coi như là dân thường thôi. Thế còn tất cả mọi người của dân mình thì đều tham gia quân ngũ cả. Trong cái thời kỳ chiến tranh thì ai cũng là gần như là 100% là lính. Thế hôm nay cũng rất được vinh dự là được các anh các chị cũng lại có cái lời mời để tham dự cái buổi sinh nhật của bốn anh các chị, trong đó có nhà tôi. Thế hôm nay cũng để tỏ cái lòng gọi là rất là cảm ơn cái sự chân thành của các anh các chị. Ông cháu tôi xin thổi hai bài. Bài thứ nhất là bài Hát Quyền Vi Đây, chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật. Và bài thứ hai là có cái nhạc phẩm của Cuba mang tên đề là Paloma. Xin kính mời các anh các chị. Thank you.
Cô chú sinh nhật ngày hôm nay.